Cả bọn đi lên đồi lớn, đường mòn khúc khuỷu làm vướng bước chân, nhưng sao Nhật thấy thanh thang quá, chàng bước thoăn thoắt lên trước cả bọn. Tới đỉnh đồi chàng dừng lại chờ rồi hỏi lớn, ấp đi ở dưới thung lũng kia phải không? Nhiều cũng vừa lên tới, nó chỉ cả một vùng thung lũng rộng xanh tươi bao quát cả dưới chân đồi, con đường mòn quanh co, những nếp nhà sàn ẩn hiện. Ấp đi đấy à, ông thầy, cái ngôi nhà xa nhất và to nhất kia là nhà của cô Đinh Tơ Rang đó, nhà của ông phái viên hành chánh xã Đinh Ngang để lại cho cô ấy. Nhật nhìn theo hướng tay nhiều chỉ, thấy một căn nhà sàn đo đỏ y như được làm bằng gỗ. Chàng hình dung nếp sống lạnh lùng đơn độc của Đinh Tơ Rang trong căn nhà rộng thênh thang ấy mà thương cảm vô cùng. Chỉ chút nữa thôi chàng sẽ gặp lại Trang bằng xương bằng thịt, trở lại cả một dĩ vãng êm đềm của tuổi thơ ngà ngọc. Chao ôi, hồi hộp và sung sướng biết bao nhiêu, có bao nhiêu điều phải hỏi, bao nhiêu nhớ nhung để chia sẻ. Có lẽ Nhật phải ở lại ấp đê luôn đêm nay mới nói hết được những bao nhiêu tâm sự đầy vơi. Nhưng chàng bỗng giật mình nhìn thấy từ trên con đường dẫn tới nhà Tơ Rang đi ngược lại một đám người, một đám lính thì đúng hơn, vì họ đều mặc quần áo rằn ri. Chết mẹ, có chuyện gì xảy đến cho Tơ Rang, hay là ban hai đã biết mọi chuyện đang chờ Tơ Rang trở về để bắt nàng? Nếu đúng thế, Nhật khó mà thanh minh cho được, tệ hơn nữa là họ có thể sát hại nàng. Nghĩ đến đây, Nhật bỗng thấy đầu óc bần thần lo sợ, chàng vội bảo nhiều. Đưa cho tao cái ống dòm xem mấy người kia là ai. Nhiều không đưa cho Nhật ngay, nó đưa ống dòm lên nhìn xuống đám người đang đi tới. Sau một hồi chăm chú, nó kêu lên. Âu, trong quý hoàng Lê đó ông thầy ơi, chắc ông Lê mang lính ra để chọc cô Trang. Ông dám làm ẩu lắm. Âu, mà có ai như chứng quý Đức nữa. Đúng rồi ông Đức, ông ra ngoài này làm gì, còn mấy đứa kia đúng là lính đại đội 1. Nhật giật mình lấy ống dòm nhìn xuống, quả đúng là Hoàng Lê và Đức thật. Bao nhiêu chuyện kể Hoàng Lê bức bách Tơ Rang dạo nào làm Nhật giận trung lên. Trời ơi, giá mà có chuyện gì xâm phạm đến Trang thì thằng này sẽ chết với chàng. Nhưng còn thằng cha sĩ quan trợ y kia cũng mò tới đó làm gì? Nhật nhớ lại chuyện Thúy Vân kể mà gồm cho ông thầy thuốc này. Có một cái gì khó hiểu mà linh tính cho chàng biết phải đề phòng bọn chúng. Chỉ có một con đường mòn duy nhất. Muốn không gặp mặt bọn họ, Nhật chỉ còn cách bảo thuộc hạ nấp vào bụi rậm. Nhưng chàng lại không ưa làm chuyện lén lút nên đành ra lệnh cho tất cả xuống đồi. Chừng 10 phút sau vừa xuống chân đồi, Nhật gặp bọn Hoàng Lê và Đức cùng mấy người lính cận vệ đi lên. Chưa gặp mặt chàng đã nghe Lê hét toáng lên với mấy người lính đi đầu. Chúng mày đi thăm cô Tơ Rang đấy hả? Ồ à, này có cả thiếu quý Nhật nữa. Thôi đi về đi, cô Tơ Rang đi rừng chưa về, cô ấy không có nhà đâu. Cả bọn Nhật ngạc nhiên, chân hững không biết Hoàng Lê nói thật hay đùa. Chàng liếc nhìn ông thầy chuẩn quý Đức để dò xét xem đúng hay sai. Anh chàng này vui vẻ xác nhận với Nhật, cử chỉ thân mật như để lấy lòng. Trung quý Lê nói đúng đó, cô Tơ Rang không có ở nhà, cửa nào cũng khóa chặt. Nhật phân vân nhìn Hoáng như muốn hỏi, nhưng khi Hoáng toan trả lời thì Nhật lại gạt đi ra dấu cho Hoáng đừng nói gì. Hoàng Lê đến bên Nhật thân mật. Thiếu quý Nhật thích cô Tơ Rang rồi chứ, cái lưng ông thắt lại, chỉ ra thôi cũng đủ ngất ngư rồi. Nhật nhìn thẳng vào mặt Lê và Đức không nói một lời, chỉ lặng lặng ra lệnh cho thuộc cấp, tiếp tục đi thẳng tới. Được một quãng chàng nghe tiếng Hoàng Lê chửi thề bực bội bảo Nhật là thằng nhóc con làm dốc. Chàng thầm nghĩ hay là hai người nói thật, hoặc là Tơ Rang đã cố ý tránh mặt bọn họ. Đến chân đồi, ngôi nhà sàn của Tơ Rang hiện ra theo hướng nhìn của Nhật. Chàng thấy gọn ghẽ và ngăn nắp quá. Từ lối đi, bờ cây, bụi cỏ đều tương đối gọn gàng. Nhật có cảm tưởng như đây là một ngôi nhà trong các chuyện tàu hơn là buôn thượng Here. Chàng gọi Hoáng tới, căn dặn bảo Hoáng cho những người lính bao quanh rồi cùng bọn nhiều kiệt du. Bước trên con đường quanh co dốc đứng lên tới sân nhà. Nhật ngạc nhiên thấy trong sân đủ loại gia súc từ mấy con bò cho đến heo gà. Chàng bước lên thang gác để nhìn lên liếp cửa vì thấy một trang giấy học trò được gài ở đó. Nhìn nét chữ xinh xắn ngày nào, lòng Nhật bồi hồi xúc động. Anh chờ em một chút, em sẽ trở về. Thân mến Trang. Căn nhà sàn vừa cao vừa rộng, cầu thang là những khúc gỗ tròn đều đặt ngay ngắn theo từng bậc. Trước cánh cửa to là một hành lang dài chạy suốt theo sườn nhà từ trước ra sau. Phía ngoài có hàng rào chắn. Những cây gỗ tròn đen bóng và chắc chắn đủ sức cho người ta tì cả hai tay đứng ngắm một quang cảnh hùng vĩ của sông Re và rừng núi Gia Vực mà không sợ té bật ra ngoài.
Dưới nhà không giống như những nhà sàn khác trong buôn, thường là nơi để nuôi gia súc. Ở đây Nhật chỉ thấy những tấm phên dày đựng đầy nông phẩm, từ lúa ngô khoai sắn đến cả lâm sản mà chắc chủ nhân đổi chác được trong rừng. Nhật đút tờ giấy vào túi rồi đi thẳng ra phía sau. Tấm liếp to dày đang bằng tre làm cửa vẫn đóng kín, cả hai khung cửa bên hông cũng thế. Im vắng quá nhưng không làm Nhật lo âu. Chàng thấy một sự đầm ấm yên lành, một niềm vui hớn hở trong lòng khi nghĩ đến sự gặp gỡ mà chàng đã mong đợi từ mấy tháng nay. Ồ không, chàng mong đợi cả suốt một đời trai trẻ. Bởi vì Nhật tin tưởng ở Trang cũng như tình yêu, bao nhiêu nghịch cảnh cũng không làm cho tình cảm sức mẻ thì có xá gì một chút thời gian để đợi chờ. Nhật thông thả đi lần tới phía sau nhà là một dãy những cây mít già, lá to và rậm che một khoảng rộng sân sau râm mát, trải dài theo những cây rừng tiếp nối và lan rộng vào rừng sâu. Những hàng cây này làm dễ dàng cho Trang thoáng ẩn thoáng hiện mà không ai nhận ra. Chẳng trách nào cô Đinh Tơ Rang, con gái cưng của thiếu úy Đinh Trùi, là một nữ du kích đầy quyền uy có tà nuốt, ô chai, mà ban tình báo của tiểu đoàn không hề hay biết. Ngay cả Nhật, nếu đêm hôm ấy nàng không để lộ mặt thật ra cho chàng thấy, thì Nhật cũng mù tịt chẳng biết là ai. Nhật quay lại phía sau, căn nhà vẫn im vắng quá, ba ông đệ tử còn đang đứng dưới sân đùa giỡn với mấy con bò. Du tinh nghịch nhất cởi hẳn lên một con và la lớn để mọi người chú ý. Nhật biết cả bọn không muốn theo sát bên là để cho chàng thoải mái nói chuyện riêng tư. Chàng chăm chú nhìn những hàng cây phía sau và tin chắc thế nào Trang cũng xuất hiện từ hướng đó. Chờ em một chút, em sẽ trở về. Trang đã viết như thế thì chắc nàng bận công chuyện gì hoặc phải đi đâu đó. Ồ sao mà nàng biết Nhật sẽ tới để viết câu này? Có lẽ nàng mới viết vì lúc nãy bọn Hoàng Lê và Đức ở đây nếu thấy được đã la toán lên rồi. Tờ giấy rõ ràng chỉ viết cho mình chàng, và như thế chắc nàng không thể ở đâu xa. Nhật vừa nghĩ vừa chăm chú, mở to mắt kiểm soát từng gốc cây ở sân sau. Biết đâu nàng lại chẳng nấp vào những thân cây to đó rồi chợt hiện ra. Những gốc mít già thân to chỉ ra nhiều nhánh trái tròn lủng lẳng quanh thân. Anh Nhật! Tiếng gọi phía sau lưng làm Nhật giật mình quay lại, cánh cửa phía sau nhà đã mở từ bao giờ chàng không hề hay biết. Trời ơi, đứng giữa nhà là một cô gái. Không, chính là Trang của Nhật. Nàng mặc bộ đồ bà ba vải xoa đen mỏng, mềm mại như tơ lụa, mái tóc đen dài xõa một bên má mịn màng, mắt tròn và to dưới hàng mi cong vút. Rất đơn giản nhưng đẹp ngất ngây, đẹp tựa như một cô gái trong tranh của truyện thần tiên. Nhật vẫn đứng yên lặng nhìn cô bạn cũ, chàng cố tìm lại trong ký ức những thân quen ngày xưa. 10 năm rồi, những đường nét ấy đã lớn lên, nảy nở thành những đường nét tuyệt vời và quyến rũ. Chỉ mới 10 ngày trước đây ở nhà thiếu quý rồi, chàng cũng đã nhìn nhưng không thấy thân thuộc như bây giờ. Đúng, đúng là Trang của Nhật. Đúng là Trang, người con gái đã giữ cho chàng cả một thời thơ ấu êm đềm. Không có ngôn từ nào diễn tả những dòng nén choáng ngợp như muốn vỡ tung ra. Nhật như người mất hồn rồi bỗng chàng gọi to lên và chạy đến bên nàng. Trang! Nhật ôm gọn đôi vai tròn đầy trong khi cô gái gục mặt xuống ngực chàng thổng thức. Tiếng khóc ban đầu chỉ là những tiếng nghẹn ngào rồi tiếng khóc càng lớn hơn. Càng lâu tiếng khóc càng bị đứt quãng như bao nhiêu dòng nén nhưng nhớ nhung bùng vỡ. Nhật bất động, hai tay vẫn giữ chặt Trang. Chàng không nghe gì ngoài nhịp đập của trái tim hai người. Thời gian lắng động như muốn dừng hẳn lại. Trang bỗng đẩy nhẹ Nhật ra và đưa tay chùi nước mắt. Cha em kìa! Nhật quay lại nhìn theo hướng tay Trang chỉ. Chàng thấy thiếu quý rùi đang đứng với đám thuộc cấp của chàng dưới sân. Thực ra ông đã lên và nhìn thấy cảnh con ông khóc trên vai Nhật. Ông nghĩ đến chuyến bay ngày mai. Ông nghĩ đến sự cô đơn của Trang khi ông phải ra đi, nhưng bây giờ ông cảm thấy yên tâm một phần nào vì bên Trang đã có Nhật. Trang có nơi nương tựa, được sống tiếp nối lại quãng đời thơ ấu xa xưa nên ông cũng yên lòng. Bây giờ Nhật mới có thời gian nhìn khắp lượt căn nhà, tuy hai cửa hai bên hông đều đóng, nhưng ánh nắng của buổi chiều mùa hè còn sót lại len lỏi qua các phên tre, vẫn đủ để nhận ra được sự gọn gàng và giàu sang của một căn nhà miền núi. Giữa những hàng sừng hươu nai treo dọc hai bên vách, ở đầu căn nhà hơi xích về bên phải, là một cặp ngà voi to được dựng lên một bệ gỗ lim chắc chắn.
Nghĩa là nếu mở cửa để bước vào, người ta thấy ngay cặp ngà voi đường bệ làm tăng vẻ uy nghi của căn nhà ông phái viên hành chánh xã. Đinh Ngang trước đây rất ham mê săn bắn, ông biết rất rõ trong các loại thổ sản của rừng xanh, thì thú rừng cung cấp nhiều phẩm vật quý giá hơn hết thảy, vì thế trong nhà ông các loại sừng không thiếu. Từ khi ông mất, Tơ Rang vẫn cố giữ gìn, nàng không bao giờ bán đi một vật gì dù được giá cao đi chăng nữa. Nhật vẫn cứ ôm gọn Trang trong mình không dám buông ra, chàng sợ những phút giây này như giấc mơ, không phải như sự thật, dù hai cánh tay chàng cảm thấy mỏi nhừ. Trang cũng nép mình vào lòng Nhật như một con mèo ngoan ngoãn để giấc mơ của Nhật tiếp tục kéo dài. Tuy đã vơi đi được điều buồn tủi nhất chứa đựng trong lòng nàng vẫn muốn dài thêm những giờ phút thần tiên tuyệt diệu này. Nhật cúi xuống vùi khuôn mặt mình trong suối tóc chưa ráo hẳn, mùi thơm bồ kết thoang thoảng vào thân thể nàng cũng toát ra một mùi hương dịu dịu làm chàng ngây ngất. Chợt như nhớ ra điều gì, Nhật khẽ quay sang người Trang hỏi, sao đang ở trong nhà lại viết giấy bảo anh đợi? Trang mỉm cười giọng tinh nghịch của ngày trước. Bộ anh không chờ em tắm cho em thay bộ đồ đi rừng chứ đầy mồ hôi ai mà chịu được? Nhật cũng sùng sả không kém. Anh chịu được. Tiếp theo là tiếng kêu của Nhật vì cái nhéo bất ngờ của Trang. Chàng nghĩ, ồ thì ra là thế, con gái vô cùng cẩn thận với mùi hương. Nhật lại nhớ đến anh chàng Đoàn Dự Tốt Phước trong truyện Kim Dung, lúc gặp cô nàng hương dược xoa Mộc Uyển Thanh, lúc nào cũng tỏa hương thơm ngát. Cô gái nào khi yêu cũng thật chu đáo và sâu sắc, đến cả những lúc vội vàng các cô cũng sửa soạn kỹ càng khi gặp người yêu. Thấy sao lúc nãy bọn ông Lê, ông Đức lên đây không gặp được em, ông ấy bảo em đi rừng vô về. Các ông ấy lên đây đập cửa nhưng em đâu có ở nhà, ông Lê còn đẩy cửa vào trong lục soát nên mới chắc chắn nói với anh như vậy. Sao em biết rành rẽ thế? Thì em ở nhà chứ đâu xa. Anh xem em ở trên này nhìn xuống cái gì mà không biết. Cả lúc anh dẫn mấy người lên đây em cũng đều thấy rõ. Anh chờ em chút đã kêu ầm lên. Em chờ anh biết mấy năm rồi. Nhật cảm động, chàng siết chặt vòng tay ôm lấy nàng. Niềm sung sướng không làm Nhật tập trung được ý tưởng. Có biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điều thắc mắc mà chàng biết sắp xếp như thế nào, trước sau ra sao. Thôi nhớ tới đâu chàng hỏi Trang tới đó. Thế sao em lại đổi tên? Giá như em vẫn giữ cái tên Trang thì có phải gửi cho anh nhớ ngay không? Đằng này lại là Đinh Tô Rang, rõ ràng là một cô gái Harry, ai mà đón cho được. Em đâu có đổi tên, em tên vẫn là Trang, Phan Thiện Minh Trang của anh ngày xưa chứ có đổi thay gì. Chẳng qua là chữ Trang người Harry họ phát âm không được. Họ gọi tên em là Tô Rang là gì vậy? Đến khi chính quyền kiểm tra dân số, cha nuôi em là Đinh Ngang thì em phải là Đinh Tô Rang chứ. Anh phát âm thử coi. Tơ Rang đọc nhanh là chữ Trang phải không nào? Nhật ngẫm nghĩ thì quả nhiên đúng như thế. Chàng trách mình không nghĩ sâu sắc hơn một chút. Nhưng mà bây giờ điều chàng mơ ước lâu nay đã là thành sự thật. Ôm Trang trong tay mà có lúc chàng tưởng như mơ. Phải giữ nàng thật chắc kiểu Trang sẽ tan thành mây khói. Cứ mỗi lần lo sợ như thế lại truyền cảm nghĩ xuống đôi tay khiến Trang phải kêu lên. Anh siết chặt quá, em tan thành nước bây giờ. Cả hai đều cười, tiếng cười chứa chan hạnh phúc. Họ tạm quên đi những khó khăn nguy hiểm đang chờ đón. Tình yêu quả là một phép nhiệm màu, như một loại thuốc kích thích cho người ta quên hết cả. Nhật lại hỏi Trang, cái hôm mình trượt nhau trong rừng bên dòng suối đó em có nhận ra anh không? Anh nghĩ là chắc em biết anh rồi nên tha chết cho anh. Chứ mà nếu như em là diệt cộng thật thì anh đã sanh cỏ rồi. Trang trầm ngâm, nàng có vẻ hơi lo lắng nhìn quanh rồi khẽ nói, ngay hôm anh mới đổi về tiểu đoàn em đã nhận ra anh vì em đã có trong tay bản lý lịch của anh. Tên tuổi ngày sanh quê quán cha mẹ thấy thì còn sai trật vào đâu được. Em đã biết anh sao à? Khi anh trượt em để cố nhìn mặt mà em cứ chạy không cho anh biết. Em ác quá làm anh muốn đứt hơi luôn. Mà nhỡ như anh không suy nghĩ bắn theo giải pháp có phải chết không? Em làm sao dám dừng lại được? 10 năm qua rồi biết anh có còn nhớ tới em không? Thà rằng anh bắn chết em chứ lỡ để anh bắt được em dẫn về thì biết ăn nói làm sao với người dân gia vực, nhất là với cha nuôi em là thiếu quý Đinh rồi, mà em không hiểu động lực nào làm anh trở nên hăng hái quá trong đêm hôm đó. Nhật cúi xuống thấp hơn, Trang tưởng là chàng sẽ hôn lên nên nàng nhắm mắt chờ đợi, nhưng không, chàng chỉ ghé vào tai nàng thì thầm. Tại vì bộ đồ lót và tấm ảnh em để lại trong sách tay đó, anh đang giữ của em một bộ đồ đẹp thật. Em muốn mặc vào liền ngay bây giờ không, lúc nào anh cũng mang theo.
Thốt nhiên Trang thẹn thùng, nàng có cảm tưởng là nàng đang mặc bộ đồ lót mỏng manh ấy, đang lả lơi trong vòng tay Nhật. Những thớ thịt trung cảm trong nàng một cách lạ kỳ. Ôm Trang trong tay, Nhật thấy nàng rung lên từng chập. Để vùng ra khỏi cảm giác ấy, Trang trách Nhật. Thấy bộ đồ lót của người gái mà dám nằm lại phục kích, rượt đuổi bất chấp sự sống chết. Mười gái như anh là có một không hai trên cuộc đời này. Nhật biết Trang trách hờn vì ghen nên giải thích. Ê, không phải thế đâu cưng, anh rượt em chỉ vì tấm hình của anh mà em kẹp trong đó. Hơn nữa anh làm như vậy là bởi vì muốn biết cô gái đó có phải là em không, hay may ra biết tin tức về em thôi. Trang sung sướng hỏi lại, có thật hay chỉ làm cho em vui chút bây giờ, em biết anh khéo nịnh lắm. Rồi Trang lại trào dâng nước mắt, nàng khóc vì sung sướng được biết rằng Nhật cũng thương, cũng nhớ, cũng trân trọng quý báu những ngày tháng bên nhau như nàng vậy. Hai người lại im lặng ôm nhau, Trang đưa tay tròn qua cổ Nhật muốn kéo xuống, nhưng Nhật đã nhanh hơn cúi xuống hôn trên đôi môi mọng đỏ như hoa phượng trực đỏ ngày nào. Họ hôn nhau rất lâu, lâu lắm, chiều xuống rồi mà cả hai người đều không hay biết, đến khi nghe tiếng gà kêu quang quát cả hai mới ngừng lên để nhìn ra ngoài. Du đang đuổi bắt một con gà trống khá lớn, bắt được nó liền đem đến gần giơ lên cho hai người thấy nó rồi nói lớn. Không chịu chứ ông thầy, đói bụng quá rồi. Nhật nhìn Trang chưa biết nói làm sao thì nàng đã vui vẻ gật đầu. Không những thấy nàng còn chỉ cho cả ba người chỗ để lúa ngô để giả ra thành gạo rồi. Nàng bảo Nhật, tại anh làm em quên mất, phải nấu cơm chiều cho mấy người lính của anh ăn luôn chứ. Đêm nay anh có ở lại đây không? Nếu em muốn thì anh sẽ ở lại, chúng mình đã nói chuyện được gì đâu. Anh muốn hỏi em là nếu anh ở lại đây thì có điều gì phiền phức cho em không? Trang mỉm cười nhí nhảnh. Có anh thì em chẳng sợ phiền mà cũng chẳng ai sợ anh, chỉ sợ rằng anh có được phép và dám ở lại hay không mà thôi. Nhật không trả lời, chàng vẫy tay ra hiệu cho nhiều mang máy tới rồi tự động quay qua tần số riêng nói chuyện với thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Nhật vắn tắt xin phép ông cho chàng ở ngoài làng một đêm. Xong xuôi chàng gọi lại cho thượng sĩ mẫu cũng vắn tắt cho ông biết chàng đang ở ngoài với toán kích đêm của hạ sĩ Hoán. Đưa trả máy cho nhiều, chàng dặn họ nấu cơm nhiều cho cả toán của Hoán vào ăn và nằm ngay trong vườn rộng. Du thích chí nhất trong bọn nó treo lên như trẻ con. Ý, phen này trúng bánh lớn rồi tụi bay ơi, gà heo nhiều quá chắc nhậu mệt nghỉ chứ chẳng chơi. Tao biết ông thầy mình có số đào hoa, tao nói rồi, ông có số đào hoa mà. Trang nghe thấy hết, nàng rất vui và buồn cười về câu nói đó, quay sang phía Nhật Trang đùa. Ai mà chẳng biết anh có số đào hoa, chuyện của anh và cô thiếp dân đi đến đâu rồi? Nhật làm ra vẻ ngạc nhiên. Yên cô thiếp dân nào? Cô thiếp dân chủ quán câu lạc bộ tiểu đoàn chứ cô thiếp dân nào? Thôi anh đừng có làm bộ nữa, em biết cả rồi. Nhật thành thật trả lời. Nếu em biết thì anh càng mừng vì không cần phải giải thích cho em nữa. Chẳng qua là vì công tác nên cô thiếp dân buộc lòng phải quyến rũ để đưa anh vào chồng. Mà anh cũng vì công tác nên hẹn hò với cô ấy. Nhưng mà anh không hiểu tại sao anh ba lại không bảo em làm điều đó có phải tiện cho anh không? Em làm sao được, em đâu có thấp giá trị như thế. Anh nên nhớ rằng khi cô thiếp dân quyến rũ anh rồi, nếu có sự gì xảy ra cho anh thì cô thiếp dân cũng biến mất luôn, hoặc là phải chạy vào khu hay theo chân anh xuống hố như vụ ông Thiếu Quý Kiên đấy. Ồ, nói tới Thiếu Quý Kiên anh mới nhớ. Ông Thiếu Quý Kiên cũng bị anh ba tuyên án như anh à? Không phải đâu, Thiếu Quý Kiên có ác ôn như anh đâu mà tuyên án. Ông ấy dễ bảo lắm chứ không như ai khác. Có điều bảo ông ấy làm nhiều quá, biết nhiều quá nên anh ba quyết định cho ông ấy đi để bịt miệng ông ấy lại. Chỉ tội nghiệp cho người con gái trên chiếc thuyền nan mà ông Kiên khám xét ngày nào, cô ta phải bỏ luôn gia việc để về mật khu xa tiếp mãi trên những đỉnh cao ngất kia kìa. Thế là may mắn cho cô ta lắm đó, nếu không thì theo chân ông Kiên về bên kia thế giới. Dù đã biết điều này nhưng vẫn còn rùng mình cho sự tàn ác vắt chanh bỏ vỏ của anh ba. Những người cộng sản thuần thành và trung kiên như anh ba đã mất hết nhân tính. Bất cứ cái gì dính tới bác và đảng đều phải có vấn đề. Tố hổ chẳng bảo là đóng gạch vụn cũng nằm trong kế hoạch, huống chi là con người. Có điều gạch vụn thảy ra thì còn dùng để lót đường, con người thảy ra đảng dùng làm phân bón. Nghĩ đến đây Nhật lại lo sợ cho Trang.
mà để cho Trang ra đi một lần nữa thì không bao giờ Nhật muốn. Chàng lo sợ cho những bất trắc và nguy hiểm sẽ đến với nàng. Chỉ có một cách là từ bây giờ trở đi là phải giữ Trang ở lại bên cạnh. Nếu cần đưa nàng vào doanh trại ở luôn như chị Kim Ly với thiếu quý Trần Bi vậy, nhưng còn tài sản, nhà cửa, gia súc của nàng ở đây thì sao? Nhật chưa nghe được một tí gì về chuyện của nàng sao mà dám quyết định, lại còn chuyện cô Thúy Vân nữa. Ai sẽ bảo vệ cho cô nàng khi đã tin cậy Nhật, thổ lộ hết mọi chuyện cho Nhật nghe buổi sáng hôm qua? Trang thấy Nhật ngồi thờ người suy nghĩ, nàng phá tan không khí nặng nề. Anh nghĩ gì mà đâm chiêu thế? Nghĩ đến cô Thúy Vân phải không? Em biết lắm mà, cô ấy đẹp hơn em nhiều, văn minh sang trọng hơn em nhiều. Em biết dù có làm theo kế hoạch nhưng mà Thúy Vân cũng thương anh lắm. Thương anh thật như những lọ thịt chà bông mà cô ấy đã làm cho anh ăn hôm trước, anh có còn nhớ không? Nhật cũng mỉm cười, chàng không chống chế cậy chánh nhưng thầm phục mạng lưới thông tin tình báo của kẻ thù. Mãi mê suy nghĩ về trường hợp của Kiên, của Thúy Vân, ngay cả của Trang và mình, chàng chưa có một quyết định dứt khoát nào. Để tìm hiểu rõ hơn về cái chết của Kiên, Nhật lại hỏi, anh vẫn không hiểu tại sao anh ba lại ra lệnh giết thiếu quý Kiên khi ông ấy vẫn ngoan ngoãn làm theo lệnh. Em đã nói rồi, ông Kiên ngoan ngoãn lắm, cái gì anh ba cần là ông ấy cung cấp liền. Tin từ tiểu đoàn, từ quân khu đưa lên là anh ba có ngay, mà chính xác nữa. Ngay cả tin ngoài dùng ba tơ cũng đều được thông báo mau lẹ. Chẳng hạn như vụ chuyển quân của tiểu đoàn 60 biệt động quân xuống Hương An, rồi tiểu đoàn 70 biệt động quân của anh tăng một đại đội về Trà Bồng cho tiểu đoàn 61 biệt động quân đi học bổ túc ở Dục Mỹ. Ngay cả lúc trung đoàn 4 đổ quân xuống Sa Huỳnh với liên đoàn 1 biệt động quân, anh ba cũng biết. Nhưng có hai điều làm ông Kiên không thể sống được, đó là ông Kiên đã bị chuẩn Quý Lương và ban tình báo quân khu nghi ngờ. Hai là đã nhiều lần ông ấy theo cô gái ra Tà Nót gặp anh ba, nên biết rất rõ đường đi nước bước của mật khu Tà Nót. Nhật nghe Trang kể về Kiên trơn tru gọn gàng như cái máy, điều điều, lạnh lùng và tàn nhẫn không một chút xót thương. Chàng kinh sợ nghĩ rằng nàng làm việc với kẻ thù quá lâu, lại chịu nhiều kinh hoàng đau đớn nên không còn nhiều tình người, không còn tình cảm dành cho đồng loại. Nhật thương quá, chàng lại tự trách mình từ nãy giờ cứ hỏi những chuyện loanh quanh mà không hỏi ngay chuyện của chính nàng, hỏi về những truông chuyên cay đắng mà nàng gánh chịu. Nhật lại ôm chặt lấy người con gái rồi gọi tên nàng. Trang. Dạ. Thôi, bỏ qua chuyện của ông Kiên, cô Vân, chuyện trình rập giết nhau kia đi. Bây giờ anh muốn nói chuyện chúng mình, kể cho anh nghe chuyện của em, rồi anh sẽ kể cho em nghe chuyện của anh, chuyện của chúng mình. Thì nãy giờ em và anh đang nói về chuyện của chúng mình chứ nói chuyện nào khác đâu. Chúng ta đang tham dự vào một cuộc chiến nội gia sáu thịt. Anh là lính quốc gia, em là du kích quân cộng sản. Nói về chuyện chiến tranh không phải là chuyện chúng mình à. Nhật siết chặt vòng tay hơn, bên ngoài hoàng hôn xuống dần. Ánh sáng phút lên cao bỏ lại núi rừng nơi trong vũng tối. Nhiều thò đầu lên gọi lớn. Cơm nước xong xôi rồi, xuống làm vài chén đi ông thầy. Trang đưa mắt nhìn Nhật rồi lắc đầu. Nàng có sẵn thức ăn ở đây cho Nhật nếu chàng đói bụng. Nhưng Trang biết Nhật cũng như nàng không tha thiết gì đến chuyện ăn uống. Tuy vậy Nhật cũng buông Trang ra từ từ đi xuống. Chàng không cần ăn nhưng cần dặn dò nhiều và hoán đôi điều. Và nhất là nếu không có gì cần thiết thì đừng nên gọi Nhật để được tự do đôi chút. Chàng cười nói riêng với ba đứa. Chúng mày biết là tao đâu có cần gì ăn, tụi mày thương tao thì lo kiểm soát toán ông hoán canh gác cho kỹ và để tao yên, tao cảm ơn rồi. Nói xong chàng bước lên sàn nhà ngay, lúc ấy Trang đã đốt lên ngọn đèn dầu, tuy không đồng ý với lý luận của Trang nhưng Nhật không nói gì, chàng hỏi lại những điều về Trang mà lòng chàng muốn biết. Nói cho anh nghe đi, tại sao em trở thành du kích cho tên tỉnh quỷ khát máu từ ti đó? Em quên những lưỡi dao chặt cha em ra từng khúc rồi à, và má em nữa, em có biết tin tức gì của má em không? Thốt nhiên nét mặt của Trang thoáng đau buồn, trong bóng đêm Nhật không nhận ra sự thay đổi ấy nhưng chàng cũng thấy những giọt nước mắt qua ánh đèn dầu mờ mờ. Bao nhiêu đêm qua rồi mà nàng còn nhớ rất rõ như vừa mới xảy ra đêm qua, cái gương mặt lạnh lùng như thần chết, cái giọng nói đặc sệt của người từ miền xứ Quảng của Từ Ti luôn luôn ám ảnh nàng. Trang cố quên đi cái hình ảnh đau thương kinh hoàng ấy nên ngại ngùng khi phải nhắc lại, khơi lại nỗi u uất trong lòng. Nàng chỉ muốn vắn tắt đôi điều cho Nhật hiểu. Chắc anh đã nghe được cha em, ông Đinh Rùi kể lại tất cả rồi phải không? Thì chuyện xảy ra thật là như thế đó. Sau cái đêm kinh hoàng, em để mặc cho đời trôi nổi theo số phận. Em theo cha mẹ nuôi về sống ở đây, thỉnh thoảng lên đồi trên nữ giết mộ cha ruột của em. 2 năm sau thì má nuôi em bị bệnh qua đời.
mà lúc bấy giờ cha nuôi em lại vắng nhà luôn. Ông phải lên Ba Tơ để sống ở đó, vì tại gia vực này bị bỏ trống không chính quyền và quân đội quốc gia. Thời gian này em phải chăm lo gánh vác việc nhà, phải quyết định như một người chủ gia đình. Anh biết lúc đó em mới 15 tuổi. Nhật bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của Trang. 15 tuổi đó là cái tuổi của chàng dạo trước, có biết gì đâu kiếm sống ở đời. Chỉ biết vui đùa chạy nhảy học hành, nhớ nhung mơ mộng, nhưng mà Trang phải đối đầu với cuộc sống, không có thời giờ dành cho chuyện riêng tư. Chẳng trách nào kỷ niệm đối với nàng thật là quý báu. Nhật vẫn yên lặng tôn trọng cái đau thương để nghe nàng nói tiếp. Rất may là sau đó người Mỹ tuyển mộ quân lính để lập nên các trại dân sự chiến đấu. Trên quận Ba Tơ người ta cử cha nuôi em về làm phái viên hành chánh. Mấy thằng Việt Cộng đâu còn về thâu thuế tự do như xưa nữa. Thiếu Quy Trùi lại trông coi thêm một đại đội trong trại. Cha nuôi em thì coi về hành chánh. Đầu tiên em giúp ông được nhiều chuyện lắm. Em dịch nhiều chữ kinh khó hiểu ra tiếng Hê-rê rồi giảng giải cho cha nuôi em nghe. Em làm thư ký giữ sổ sách giấy tờ cho ông luôn. Ai xin giấy hộ tịch khai sinh hung thú em đều phải vô sổ. Thành thử dân số, tình trạng gia cảnh của dân trong vùng em đều biết hết. Cũng chính vì thế mà em hay đi thăm hỏi giúp đỡ những người nghèo khổ trong vùng. Dân ở đây họ thích em và em cũng thương mến họ. Anh thấy đó, họ thật thà tổ nghiệp vô cùng. Em cũng biết ra một điều, những gì mình cho ra không bao giờ mất. Có một năm được mùa lúa chín đầy nương, mình em không thể nào gặt kịp. Cha em thì bận việc trên quận cả mấy hôm liền, chẳng biết sao hơn, em đi đến từng nhà nhờ họ giúp. Anh biết không, khi em vừa ngỏ ý thì già trẻ bé lớn đội nón đi ngay. Chỉ trong một buổi bao nhiêu thóc lúa đã về đầy kho. Em chia công cho họ mà họ có nhận đâu. Em đành nấu cơm cho họ ăn, mang rượu cho họ uống. Thành ra đêm ấy vui như ngày hội. Từ đó về sau bất cứ chuyện gì em cần đều nhờ họ và bọn họ vui vẻ sung sướng được làm cho em. Nhật cũng sung sướng, chẳng trách là có một lần trung sĩ viện bảo chàng Đinh Tơ Rang là một bà tiên nhân hậu của rừng xanh. Nàng đã gắn liền đời sống với núi rừng. Tự nhiên Nhật nhớ lại cuốn phim rất hay mà chàng xem lúc ở Đà Lạt, chuyện kể trong thời kỳ chinh phục miền Tây hoang dã ở Hoa Kỳ. Có một gia đình nọ sinh ra được một cô gái thật là xinh đẹp. Trong một đêm kinh hoàng giao tranh với người da đỏ, cô gái đã bị bắt đi. Từ đó cô sống một đời du mục lang thang hoang dã và kết hôn với một thanh niên da đỏ. Mấy mươi năm sau gia đình tìm lại được cô, nhưng cô không còn là cô gái da trắng ngày xưa nữa. Cô đã chối bỏ tất cả những tiện nghi vật chất mà gia đình đã đem lại cho cô để lén về với rừng xanh sống với cuộc đời du mục nay đây mai đó. Nhật vừa vui vừa buồn, nếu Trang của chàng giống như cô gái nọ, chàng vui vẻ vì việc làm của Trang đã đem đến cho nàng cuộc sống đầy ý nghĩa, giúp nàng quên đi những đau khổ đã xảy ra. Chàng buồn vì lo sợ cuộc đời của Trang phải gắn liền với núi rừng xanh thẳm này đây. Hay là câu nói của nhiều bảo chàng ở đây kết hôn với Đinh Tơ Rang để làm vua xứ thượng luôn chẳng là một câu định mệnh. Nhật chặt lưỡi nói một mình. Ê, nếu được ở đây với Trang trong cuộc sống vui vẻ thân ái này chẳng là hạnh phúc lắm sao?